Nhờ có thêm điều kiện giao tiếp, trao đổi, bản thân những người phụ nữ cũng đã được nâng cao kiến thức, chia sẻ thông điệp, giá trị tốt đẹp tới cộng đồng để xây dựng hình ảnh cho bản thân hoặc cơ quan, tổ chức theo hướng tích cực. Đây là những kết quả đạt được từ một mô hình dân vận khéo cấp tỉnh, tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch, ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Phụng thành lập với 60 hộ gia đình là hội chiên phụ nữ trên địa bàn ấp. Ngoài việc triển khai đến thành viên các chỉ tiêu thực hiện xây dựng gia đình năm có ba sạch bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp thông qua các chi tổ hội, qua các câu lạc bộ tổ nhóm sở thích hay tuyên truyền hàng tháng vào dịp họp tổ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tận dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, trang fanpage của Hội Phụ nữ và qua đài truyền thanh xã để chuyển tải những tiêu chí của gia đình năm có ba sạch, gồm có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đến các gia đình thành viên cũng như toàn thể hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Phụng đã phân công nhiệm vụ từng thành viên ban chấp hành, cũng như phát huy vai trò của hội chiên nồng cốt sau khi thành lập mô hình. Cùng với việc vận động thành viên trong tổ tham gia vào các tổ nhóm sản xuất như tổ hợp tác chôm chôm, tổ dệt thảm, tổ đan ghế nhựa. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tư vấn giới thiệu để các gia đình được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vốn quỹ thác từ các ngân hàng, giúp chị em đầu tư sản xuất kinh doanh có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, những tổ hội không lợi với số tiền tiết kiệm từ 1 đến 200 000 đồng mỗi tháng cũng được thành lập. Khi mà thực hiện được đạt cái mô hình này á, thì nó cũng gắn với cái việc là thực hiện cái tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường trong cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì các cái tổ này á, thì là xây dựng năm có ba sạch thì các chị em là sẽ vận động với nhau để mình tham gia vệ sinh môi trường nè cũng như hàng rào cảnh quan cây xanh rồi thu gom phân loại xử lý rác thải tại nguồn để mà góp phần là thực hiện cái tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng với việc hoàn thành các tiêu chí năm có Tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có 3 sạch của xã Phú Phụng còn duy trì ống heo an sinh với mức tiết kiệm của mỗi thành viên hàng tháng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm mua điện thoại thông minh với 15 chị tham gia. Số tiền tiết kiệm từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi tháng tuy không lớn, nhưng niềm vui sự hào hứng là rất lớn. Bởi số tiền góp lại đủ cho một thành viên mua được chiếc điện thoại thông minh. Và qua một năm thực hiện, tổ đã giúp 11 chị được trang bị điện thoại thông minh, góp phần thực hiện chuyển đổi số ở địa phương, cũng như tham gia vào các nhóm Zalo trường lớp nhằm quản lý nuôi dạy con cháu trong gia đình tốt hơn. Ban đầu là một tổ có 30 thôi, nhưng bây giờ được hai tổ. Mấy chị thấy mấy chị thấy vô cái thực hiện cái chương trình này nó hay có thiết thực đời sống mình hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi an toàn vệ sinh môi trường xung quanh rồi hả tạo được cái vốn để mà giúp nhau dùng kinh tế gia đình như thế mới chị thấy hiệu quả nên chị tham gia rất là đông bao giờ cũng vậy những buổi họp định kỳ hàng tháng của tổ phụ nữ gia đình năm có ba sạch xã phú phụng quyện chợ lách đúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trước khi vào họp thành viên của tổ đều đến thắp hương tưởng niệm tri ân những đóng góp của các bậc tiền nhân tại khu tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên của quyện chợ lách đây là cách giáo dục truyền thống cho chị em nhưng đồng thời cũng là dịp để chị em nhắc nhở nhau về trách nhiệm nghĩa vụ trong xây dựng gia đình năm có ba sạch